Vâng, xin gửi tới quý anh chị lô đất 3 mặt tiền. Đây. Đây là cạnh 24 m, 80 đường 7 m. Đó. Đây. Trước mặt đây là đường trục chính Xuân Linh. Đây. Đây là một mặt đường. Mặt đường này bám mặt đường 56 m. Tổng diện tích là 1583. Tổng 3 mặt đường rất đẹp luôn.